cho các bạn. Tăng huyết áp là bệnh lý thường gặp nhất trong các bệnh lý về tim mạch. Người lớn tuổi có nguy cơ mắc bệnh cao và bệnh đang có xu hướng tăng nhanh trên toàn thế giới và cả ở Việt Nam. Điều đáng chú ý là bệnh diễn biến rất thầm lặng, ít có các biểu hiện lâm sàng, nên hầu hết các bệnh nhân đều rất chủ quan, nhưng chúng lại gây ra các biến chứng rất nặng nề cho người bệnh và cho cả xã hội về sau. Bệnh tăng huyết áp là gì? Bệnh nguy hiểm như thế nào? Cách phòng bệnh và điều trị ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Tăng huyết áp là căn bệnh không có biểu hiện triệu chứng lâm sàng rõ ràng và bệnh nhân thường là những người thuộc nhóm đối tượng như người lớn tuổi, người thân trong gia đình có tiền sử bệnh, người ít vận động thân thể, chế độ dinh dưỡng mất cân bằng, ăn quá nhiều muối, người thường xuyên uống rượu bia và người béo phì. Tăng huyết áp là căn bệnh mãn tính và có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như biến chứng ở tim, nhồi máu cơ tim, suy tim, biến chứng ở não, nhồi máu não, xuất huyết não, suy giảm trí nhớ, biến chứng ở thận, suy thận. Ngoài ra, huyết áp cao còn có thể gây ra biến đổi mạch máu ở đáy mắt, có thể làm xuất huyết, phù nề võng mạc, bệnh động mạch ngoại biên hai chân. Bệnh tăng huyết áp với những biến chứng nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài của người bệnh hoặc có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Tăng huyết áp là một tình trạng áp lực của máu tác động lên thành động mạch khi tim co bóp nó vượt quá mức bình thường. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế thì gọi tăng huyết áp khi là bệnh nhân đến các cơ sở khám chữa bệnh và được nhân viên y tế đo huyết áp đúng quy trình, có huyết áp tâm thu lớn hơn bằng 140 mmHg và hoặc huyết áp tâm trương trên 90 mmHg. Chỉ cần bệnh nhân đạt một trong hai cái tiêu chí trên là gọi là tăng huyết áp. Hoặc là bệnh nhân tự đo huyết áp tại nhà mà đo nhiều lần có huyết áp tâm thu trên 135 mmHg và hoặc huyết áp tâm trương trên 85 mmHg thì cũng gọi là tăng huyết áp. Về các dấu hiệu nhận biết tăng huyết áp thì tăng huyết áp là cái nguyên nhân thường gặp gây ra các bệnh lý như nhồi máu cơ tim cấp, người ta biết mạch máu não là những bệnh lý có khả năng gây tử vong cho người bệnh. Tuy nhiên, các dấu hiệu để nhận biết bệnh này thường rất ít. Do đó, cách tốt nhất để phát hiện tăng huyết áp sớm là người bệnh đến các cơ sở y tế để được theo dõi huyết áp để phát hiện sớm. Tuy nhiên là khi người bệnh mà bị tăng huyết áp đó cao đó, huyết áp tăng cao đó, thì có thể có một trong các dấu hiệu sau đây. Thứ nhất là bệnh nhân bị nhức đầu, choáng váng và chóng mặt. Cái thứ hai là bệnh nhân bị chảy máu mũi do vỡ, huyết áp tăng cao gây vỡ các điểm mạch, gây chảy máu. Cái thứ ba là các bệnh nhân có thể cảm giác tê 1/2 người, do đó là triệu chứng của dọa tai biến. Đối với bệnh nhân mà có các triệu chứng này á, thì nên đến sớm các sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, nếu không bị tai biến, sẽ bị tai biến mạch máu não. Do các dấu hiệu để nhận biết tăng huyết áp á, nó ít, do đó là đối với những bệnh nhân mà có các yếu tố nguy cơ cao như là gia đình có bệnh lý tim mạch hoặc là bị béo phì thì nên đến thường xuyên đến các cơ sở khám chữa bệnh để được kiểm tra huyết áp định kỳ để phát hiện sớm tăng huyết áp để nhằm ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm đến tính mạng có thể xảy ra. Quý vị và các bạn thân mến, tăng huyết áp là bệnh mãn tính. Thông thường người bệnh phải uống thuốc hàng ngày để giữ cho huyết áp ổn định. Trong những năm qua, bệnh tăng huyết áp có xu hướng gia tăng. Hiện nay, ngoài công tác truyền thông để mọi người hiểu sự nguy hiểm và những biến chứng không mong muốn của bệnh, người dân đã quan tâm nhiều hơn đến việc chăm sóc sức khỏe cho bản thân, nhất là những bệnh nhân huyết áp cao. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chuyên mục về công tác điều trị bệnh nhân tăng huyết áp trên địa bàn huyện Hòa Bình. Thăm khám lấy thuốc định kỳ, ăn uống nhiều rau xanh, hạn chế ăn mặn, tham gia thể dục thể thao để kiểm soát tốt bệnh huyết áp là một trong những tư vấn được y bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Hòa Bình hướng dẫn để các bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp nắm hiểu và thực hiện. Trong đó, việc thăm khám và uống thuốc hàng ngày theo chỉ định của bác sĩ là một trong những yếu tố quan trọng để giữ cho huyết áp luôn ở trạng thái bình thường. Với công tác truyền thông được đội ngũ y bác sĩ thực hiện quyết liệt, ngoài để người bệnh nắm hiểu về bệnh lý của mình và phối hợp tốt với cán bộ y tế trong khâu điều trị, thì người dân còn nâng cao ý thức trong việc phòng bệnh, từ đó nâng cao hiểu biết của mọi người về nguyên nhân gây bệnh tăng huyết áp và cách phòng ngừa. Trung tâm y tế thì đầu năm cũng có xây dựng cái kế hoạch về chương trình phòng chống tăng huyết áp. Thì hàng năm đều có hưởng ứng ngày thế giới phòng chống tăng huyết áp. Thì cái hoạch đầu năm thì cũng có cái chỉ tiêu, mục tiêu. Hiện tại cái chỉ tiêu đầu năm của mình thì đề ra là mình phải đạt là 50% so với cái số bệnh nhân mà mình phát hiện. Thì đến thời điểm 6 tháng đầu năm thì mình đạt cũng chưa có tốt lắm, thì đạt có khoảng 43% so với kế hoạch đề ra. Và nguyên nhân là do số bệnh nhân bị tăng huyết áp đó là họ không có khám ở tại cái trung tâm y tế mà huyện,
mà họ đi các cái cơ sở y tế khác, thành ra mình không có quản lý được cái số đó. Thì cái kế hoạch 6 tháng cuối năm tiếp theo thì trung tâm cũng có xây dựng là vẫn tiếp tục duy trì cái công tác là quản lý và điều trị cho số bệnh nhân đang hiện tại quản lý trên địa bàn huyện. Và kết hợp với chỗ đài truyền thanh huyện thì cũng có tuyên truyền, vận động về cái người dân, về cái việc đến khám và tầm soát cái tăng huyết áp. Thì đối tượng nguy cơ cao với bệnh tăng huyết áp thì thường là nam trên 55 tuổi và nữ 65 tuổi. Thì cái gia đình, về gia đình thì có tiền sử cao huyết áp, hay là những người thừa cân béo phì, hay là có thói quen ăn uống là như là hút thuốc nè, uống rượu bia, hay là có thói quen là ăn mà nhiều muối. Thì đối với những người đã đang điều trị tăng huyết áp thì đối với những người này thì cần phải có cái chế độ ăn và nghỉ ngơi hợp lý. Thứ ba là cần phải tập thể dục ít nhất là trên 30 phút mỗi ngày. Cái thứ tư nữa là phải tuân thủ cái nguyên tắc điều trị và kiểm soát huyết áp tốt để tránh các biến chứng do tăng huyết áp. Thì đối với những người nguy cơ cao thì thứ nhất là về cái chế độ, những mình phải là tránh giống như là những cái thói quen của mình, giống như là hay là uống rượu bia hay là hút thuốc lá, rồi chế độ ăn là nhiều muối, hay rồi còn nên là cần phải tập thể dục thường xuyên, rồi tránh thừa cân béo phì, rồi giống như là cần ít nhất là phải là đi kiểm tra huyết áp một năm một lần tại cơ sở y tế. Vừa làm công tác điều trị, vừa làm công tác truyền thông trạm y tế tuyến cơ sở, là nơi bệnh nhân tăng huyết áp được thăm khám điều trị kịp thời bằng phương pháp đo huyết áp. Đối với bệnh tăng huyết áp thông thường, người bệnh có thể đến tư vấn chăm sóc sức khỏe và cũng có thể mua máy đo huyết áp tại nhà để chủ động hơn trong việc kiểm tra huyết áp. Trạm y tế xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình mỗi ngày tiếp nhận trên 60 lượt bệnh nhân thăm khám. Trong đó, trạm quản lý và điều trị cho nhiều bệnh nhân tăng huyết áp, vừa làm tốt công tác truyền thông, vừa làm tốt công tác điều trị, từ đó nâng cao hiểu biết của người dân về bệnh tăng huyết áp. Nhiều bệnh nhân bị huyết áp cao chủ động hơn trong việc phối hợp với cán bộ y tế để điều trị bệnh hiệu quả. Xã Vĩnh Bình với dân số là 14.529, thì cái chỉ tiêu của hàng năm á, thì được thống kê á, thì cái tỷ lệ cao huyết áp á, thì ở tại đây thì có quản lý khoảng trên 500. Thì cái thực hiện cái chương trình phòng chống bệnh không lây thì có cao huyết áp, bệnh đái tháo đường và bệnh phòng chống ung thư. Thì trong đó cái chương trình cao huyết áp thì mình thực hiện cách đây cũng khoảng 5 năm rồi. Có cái chương trình tư vấn cho tất cả những bệnh nhân mình đang quản lý ở đây. Thì có nghĩa là tuy cái chương trình nó triển khai nhiều nhưng mà mình làm sao cho người bệnh nhân của mình dễ hiểu. Thứ nhất là phải khám bệnh định kỳ, theo dõi huyết áp hàng tuần. Thì ở đây có tập trung lại thường thường là buổi chiều thứ năm, tập trung để nghe tư vấn khoảng 20 phút và được kiểm tra huyết áp. Còn những cái bệnh nhân mà người ta có điều kiện thì mình cũng hướng dẫn người ta tự đo huyết áp tại nhà và có hướng dẫn người ta tự mua máy đo huyết áp. Thì chương trình cũng đã triển khai trên 9 ấp trong địa bàn xã Vĩnh Bình. Thì nói chung thực hiện trên 5 năm rồi thì chương trình rất là tốt. Những người bản thân bệnh nhân bị cao huyết áp thì họ biết phải làm thế nào. Hàng ngày uống thuốc và triển khai tập thể dục mỗi ngày đều đặn. Và cái chế độ ăn uống cũng nghiêm ngặt theo cái chế độ của người bệnh cao huyết áp. Tuyên truyền cho bệnh nhân cao huyết áp thì cái quan trọng nhất là vẫn là theo dõi chỉ số huyết áp hàng ngày tại gia đình, cũng như là khi có những cái dấu hiệu gì bất thường sau khi người ta đã có đang sử dụng thuốc huyết áp thì nên liên hệ với cán bộ y tế. Thì trong đó cũng có từng ấp cũng có hai cán bộ y tế. Thì những anh chị em đó thì người ta có thể là y sĩ đã về hưu thì người ta trực thuộc địa bàn đó thì người ta cũng sẵn sàng tham gia cái công tác để mà điều trị cao huyết áp cho người dân. Thì những trường hợp mà hơi khó khăn hơn thì chuyển tới trạm y tế mình. Trạm y tế sẽ xử lý thuốc. Và cái chương trình điều trị thì cũng kết hợp với bảo hiểm y tế là khám bệnh định kỳ
7 đến 10 ngày thì bệnh nhân tới với trạm một lần. Nói chung là rất là đều đặn, không có bệnh nhân nào bỏ trị. Ông Trần Giang Phương, ấp Kiếp Phòng, xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình, vừa tròn 60 tuổi, nhưng ông đã sống chung với bệnh huyết áp cao gần 10 năm qua. Từ khi phát hiện mình bị bệnh cao huyết áp, ông đã chủ động phối hợp với ngành y tế để được thăm khám sức khỏe định kỳ và được hướng dẫn sử dụng thuốc hàng ngày để duy trì sức khỏe ổn định. Trong đó, việc tập luyện thể thao, việc ăn uống hạn chế muối là một trong những biện pháp để ông duy trì huyết áp ở mức bình thường. Uống thuốc thường xuyên, đi bác sĩ khám thường xuyên là hàng tuần, hàng tháng vậy đó, đi thường xuyên. Đi đâu khám? Đi ở Hòa Bình, rồi ở bác sĩ Vũ cũng có, rồi về trạm này. Cái này thì nói chung là mình ăn thì coi như là cũng ăn lạc thường xuyên. Không uống rượu bia nhiều, chứ không hút thuốc lá. Đó, để mình với cái mà mình có cái tập thể dục, đi bộ trong vòng gì đó chút đỉnh đó, để cho nó cái sức khỏe mình ấy, chứ không dám tập nhiều. Ngày một viên, sáng một viên, chiều uống thêm nửa viên nữa, để cho nó qua một ngày đêm uống thuốc thường xuyên. Cái bệnh huyết áp, tăng huyết áp này, cao huyết áp này nó cũng là cái bệnh nguy hiểm. Cho nên cũng theo dõi thường xuyên, ở nhà có cái máy đo đó. Mình đo là khi mình thấy khó chịu trong người ấy, có gì đó mình đo thường xuyên. Là nhà có máy đo thì đo thường xuyên ra cho nó theo dõi để mình uống thuốc. Cũng như ông Trần Giang Phương, ông Nguyễn Thanh Tiên, ấp 18, xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình, đã có trên 10 năm sống chung với bệnh tăng huyết áp. Ngoài uống thuốc định kỳ, ông còn mua máy đo huyết áp ở nhà để tự kiểm tra huyết áp khi có các dấu hiệu chóng mặt, say sẩm, buồn nôn, tập luyện thân thể và ăn nhiều rau xanh, để luôn duy trì huyết áp ổn định. Đến khám lấy thuốc ở trạm y tế xã định kỳ để được đo huyết áp chính xác và được hướng dẫn chăm sóc sức khỏe tại nhà, ông sẽ an tâm hơn về sức khỏe của mình. Phát hiện hồi năm chục tuổi tới giờ, rồi đi khám cũng thời gian khám qua bệnh rồi mới về xã khám, uống thuốc hàng ngày, ngày nào cũng uống hết, sáng viên, chiều nửa viên. Sĩ kêu ăn lạc, đừng ăn mặn quá. Tôi có sáng tôi có đi bộ chừng tiếng đồng hồ, rồi về rồi tôi mới uống thuốc. Hằng sáng nghỉ đó, ngủ thức gì đó. Ăn thì cũng như là ăn hơi lạc chút, không ăn mặn, cũng không ăn ngọt nữa. Vợ cũng còn như nó nằm cỡ 14, bởi vì chú nhà chú có máy đo huyết áp, chú đo thường ngày luôn. Còn đối với ông Lê Văn Thân, ấp Ninh Lợi, xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình, đã gần 80 tuổi, ông mới bị bệnh tăng huyết áp hơn 2 năm qua. Khi phát hiện bệnh, ông vẫn luôn tuân theo hướng dẫn của bác sĩ là uống thuốc mỗi ngày, phối hợp với tập thể dục thể thao và ăn uống hạn chế muối để giữ huyết áp ổn định. Trước đây thì không có, cũng có là không, là đi khám á, có là tháng thì có cao huyết áp lên 14-15, còn mới thì trở lại bình thường, và cũng và 2 năm nay thì nó hơi lên thường. Là chạm lấy thuốc uống rồi nó đỡ. Thì cũng có dạng là ăn được, có ăn mặn nhiều, người ta sợ nó lên huyết áp bị lên á. Thì trung bình thì có uống thuốc rồi cử theo bác sĩ dặn thì bây giờ nó cũng thấy ổn, không có cái gì xảy ra. Huyết áp cao là bệnh mãn tính và người bệnh thường không có dấu hiệu rõ ràng. Song đối với người bệnh cần phối hợp tốt với cán bộ y tế trong điều trị, như sử dụng thuốc đúng cách, đúng liều, từ bỏ những thói quen có hại cho sức khỏe như hút thuốc lá, uống rượu bia, phối hợp với việc ăn uống ít muối, tập luyện thể thao thường xuyên, và quan trọng là đo huyết áp thường xuyên, kiểm soát huyết áp tốt để duy trì huyết áp ở mức bình thường. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chuyên mục sức khỏe cho mọi người kỳ này xin được khép lại. Mến chào tạm biệt.